tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương sẽ đối diện với hình phạt như thế nào? Tài xế dương tính với chất ma túy gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương có thể đối mặt với mức án từ 7 đến 15 năm tù. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 55 phút ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại km 76 460 quốc lộ 5 thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tài xế xe ô tô tải loại 2,5 tấn biển kiểm soát là 29C79153 do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển lưu thông từ hướng Hà Nội về Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều của phương tiện gây ra tai nạn. Hậu quả là 8 người chết, 7 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi bệnh viện và 7 người bị thương. Và sau khi gây ra vụ tai nạn, lái xe biển kiểm soát 29C79153 do Lương Văn Tâm, 28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tinh Túc, huyện Nguyên Minh, tỉnh Cao Bằng, đang trọ ở khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, thành phố Hà Nội, đã bỏ trốn và trình diện sau đó 5 giờ. Và qua xem xét thì tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ phụ xe và khai với cơ quan công an thì phụ xe cho biết trước khi xảy ra tai nạn, xe không va chạm với bất cứ phương tiện nào cả. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam thì xe tải biển số 29C79153 nhãn hiệu Đỗ Thành MX B9TK sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nifro, địa chỉ tổ 1 Do Lậu, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Và thông tin ban đầu cho biết rằng công ty chuyên kinh doanh và sản xuất sơn Vesni bột bả Matit và phương tiện được kiểm định lần gần nhất là ngày 15 tháng 5 năm 2018 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V Hà Nội và có hạn kiểm định đến ngày 14 tháng 5 năm 2019. Và liên quan đến vấn đề pháp lý của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên thì có cuộc trao đổi với Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thì theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, xét hành vi của tài xế thấy đã có vi phạm các lỗi của quy định luật giao thông đường bộ 2018 như sau. Điều thứ nhất là vi phạm khoản 5 điều 4 nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho chính mình và người khác, và chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm trước pháp luật và việc đảm bảo an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Điều thứ hai là vi phạm khoản 7 điều 8 các hành vi nghiêm cấm là điều khiển phương tiện giao thông trong đường bộ mà cơ thể có chất ma túy. Ra tài xế còn vi phạm khoản 1 điều 9 luật giao thông đường bộ. Theo quy tắc chung là người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chỉ định của mình, đi đúng làn đường theo phần quy định và phải chấp hành biển báo hiệu đường bộ. Xét theo hành vi của Lương Văn Tâm điều khiển phương tiện xe tải biển số 29C79153 khi sử dụng chất ma túy, không đi đúng phần đường quy định gây ra hiệu quả làm 8 người chết và 7 người bị thương đã cấu thành tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Và tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Đoàn cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho tê thơ sơ quốc lộ 5 có vi phạm luật hay không? Và theo quan điểm của luật sư thì quốc lộ 5 cũ không có biển cấm người đi bộ, do đó thì người đi bộ được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên người đi bộ phải chấp hành đúng các quy định tại điều 32 luật giao thông đường bộ, như là phải đi trên vỉa hè, lề đường, và trường hợp không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho các nạn nhân? Và căn cứ điều 601 Bộ luật dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thì chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Và nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này sẽ phải bồi thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Và nếu người gây ra tai nạn đã được thuê lái xe cho công ty thì lái xe và chủ phương tiện phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn. Và chủ phương tiện có thể khởi kiện lái xe để giải quyết bồi lại cái số tiền đó từ vụ kiện dân sự khác và nếu có yêu cầu. Và trường hợp không có khởi kiện thì hai bên sẽ thỏa thuận về số tiền bồi thường. Và nguyên tắc là xét theo cơ sở chủ phương tiện là người có dấu hiệu bồi thường. Chủ phương tiện có thể khởi kiện lại lái xe để giải quyết đòi bồi thường lại số tiền đó ở vụ kiện dân sự khác và nếu có yêu cầu. Và trường hợp không có khởi kiện thì hai bên sẽ thỏa thuận về số tiền bồi thường. Và nguyên tắc là xét trên cơ sở chủ phương tiện và người điều khiển sẽ phải bồi thường. Lái xe Lương Văn Tâm đối diện với mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù, luật chưa đủ răn đe. Và theo quy định của pháp luật thì những hành vi gây ra tai nạn giao thông làm 3 người chết trở lên thì chỉ bị phạt tù tối đa là 15 năm. Và chuyên gia giao thông nhận định rằng chế tài xử phạt như vậy là còn nhẹ và chưa đủ tính răn đe. Trên cả nước, mỗi năm có đến hàng nghìn vụ tai nạn bi thương, phần lớn đều xuất phát từ hành vi coi thường tính mạng của con người khi sử dụng rượu bia, các chất kích thích, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Và mới đây là vụ tai nạn thảm khốc ở Kim Thành, Hải Dương, tài xế gây ra tai nạn trong tình trạng dương tính với ma túy. Và đây chính là hành vi coi thường tính mạng khi một lái xe đã cướp đi sinh mạng của 8 người khiến cho 7 người khác bị thương.
Chuyên gia về giao thông ông Bùi Xuân Cậy nêu ra quan điểm các vụ tai nạn giao thông phần lớn đều là do con người và yếu tố này chiếm đến 80%, trong khi yếu tố về đường và phương tiện chỉ chiếm có 20%. Và từ đó thì cần phải xem xét lại chính đạo đức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Và đối với các tài xế thì rất cần bồi dưỡng kiến thức cũng như là nhận biết về hiểm họa luôn rình rập có thể ập đến chỉ sau một phút lơ là. Cậy cho rằng cần phải mở nhiều đợt kiểm tra thường xuyên các tài xế và xử lý nghiêm các tài xế vi phạm và cần phải phạt thật nặng thì mới có đủ sức răn đe. Và việc này cần phải làm thường xuyên và thật quyết liệt và tôi tin rằng nó sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Và theo đại tá Trần Sơn, nguyên phó trưởng phòng hướng dẫn luật điều tra và xử lý tai nạn giao thông Cục Cảnh sát Giao thông C67 Bộ Công an thì cho biết rằng hiện nay số tài xế mà sử dụng rượu bia chất kích thích thường rơi vào nhóm các lái xe lớn như là container, đầu kéo, rơ móc và những loại xe này đòi hỏi về bằng lái cao hơn các loại xe tải khác. Và có một điều khó để điều khiển xe đó to đòi hỏi là tài xế phải cần có sức khỏe và thường sẽ phải lái xe vào ban đêm. Và để tỉnh táo hoàn thiện nhiệm vụ được giao thì có rất nhiều tài xế đã sử dụng chất kích thích để cảm thấy mình khỏe mạnh hơn và không gây buồn ngủ. Và theo ông Sơn thì việc khó nhất chính là kiểm soát tài xế khi sử dụng các chất kích thích. Vì lợi nhuận, vì thiếu trách nhiệm, một số công ty đã lờ đi việc kiểm tra sức khỏe của lái xe dẫn đến những vụ tai nạn đau lòng xảy ra. Và để hạn chế việc này thì những người lái xe nói chung và những lái xe lớn nói riêng cần phải được ra soát kiểm tra toàn diện về sức khỏe. Và xét về góc độ pháp luật thì ông Sơn cho rằng những hành vi gây ra tai nạn làm 3 người chết trở lên thì bị phạt tù tối đa là 15 năm là chưa đủ sức răn đe đối với những lái xe đã sử dụng chất kích thích mà vẫn còn điều khiển tham gia phương tiện giao thông. Vợ tài xế Lương Văn Tâm gây tai nạn 8 người chết, ôm bụng bầu cầu xin sự tha thứ. Và tai nạn làm 8 người chết ở Hải Dương, người vợ trẻ đang mang thai 2 tháng thì biết chồng mình gây tai nạn thảm khốc đã cùng bố đến tận nhà các gia đình nạn nhân để xin được tha thứ. Chị Mai Thị Ngọc Ánh sinh năm 1993, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình, tâm sự với phóng viên, nghe tin chồng gây tai nạn chiều ngày 21 tháng 1 trên quốc lộ 5 làm chết 8 người thì hồn vía tôi đã lên mây, bản thân thì đang mang thai và sức khỏe thì không ổn định. Nhận được tin mà toàn thân tôi run bắn và đau xót vô cùng. Và bố tôi khi biết con rể đã gây ra cái vụ việc thì ngay ngày hôm qua đã đưa tôi xuống công an huyện Kim Thành, Hải Dương để thăm anh Tâm, tức là chồng chị Ánh, lái xe gây ra vụ tai nạn, và tới xin lỗi tất cả các gia đình nạn nhân. Và chị Ánh đã cùng chủ xe đến thắp hương cho những người bị thiệt mạng và thăm những người bị thương. Và biết là không có gì có thể đổi được tính mạng của con người, nhưng tôi xin cầu xin các gia đình nạn nhân rộng lòng tha thứ để gia đình xin được chia sẻ những mất mát đau thương không thể bù đắp mà chồng tôi đã gây ra. Và con tôi thì chưa kịp chào đời mà bố nó đã dính vào lao lý. Tai nạn là ngoài ý muốn, hẳn chồng tôi cũng đã ăn hận vô cùng. Chị Ánh khóc nức. Và hiện vợ chồng tài xế trong vụ tai nạn đang thuê trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội. Bố chồng chị Ánh đã mất. Và chồng chị, tài xế Lương Văn Tâm là con cả, ngoài việc phụng dưỡng mẹ già còn đang chăm sóc bà nội đang làm viện điều trị. Chị Ánh và chồng yêu thương nhau từ thời sinh viên và sau khi ra trường hai người cùng làm công ty và mới cưới nhau cách đây chưa lâu. Về việc chồng mình dương tính với chất ma túy thì chị Ánh vô cùng bất ngờ. Tôi không hay biết gì và luôn đặt niềm tin vào chồng. Và hàng ngày anh Tâm vẫn đi làm rất đều, rất chịu khó tăng ca làm thêm. Anh về nhà sau mỗi giờ khi hết việc và chưa có biểu hiện gì bất thường, chị Ánh cho biết. Trong nước mắt, chị Ánh kể đang rất hoảng loạn và chưa biết phải xoay sở như thế nào. Chị chỉ mong chồng nhận được sự khoan hồng của pháp luật và sự bao dung của các gia đình nạn nhân. Nhiều đơn vị liên quan bị kiểm tra sau vụ gây tai nạn gây thảm khốc ở Hải Dương, doanh nghiệp vận tải, trung tâm đào tạo lái xe đề nghị bị kiểm tra sau khi xe tải gây ra tai nạn và thu giấy phép kinh doanh của đơn vị vận tải có xe gây ra tai nạn ở Hải Dương. Liên quan đến vụ xe tải gây tai nạn ở Hải Dương khiến 8 người tử vong và 8 người bị thương thì theo phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Hà thì đơn vị này vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với đơn vị sở hữu chiếc xe tải này. Và cũng theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thì chiếc xe tải gây ra tai nạn biển kiểm soát 29C71953 thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần sản xuất thương mại Newpro có địa chỉ tại tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1986, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là tổ 1 Do Lộ, phường Yên Nghĩa, và đơn vị này có giấy phép kinh doanh vận tải
tải do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp và thời hạn giấy phép là đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Loại hình kinh doanh vận tải là vận tải hàng hóa bằng xe tải thường. Chiếc xe tải đâm vào đoàn người đi Vinh Nha Trang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu ngày 19 tháng 12 năm 2016 và thời hạn đến là ngày 13 tháng 12 năm 2023. Và theo ông Vũ Hà, công ty Nifro bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải trong thời gian là 3 tháng. Lý do rằng chiếc xe tải của đơn vị này gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Và được biết thì công ty Nifro sẽ phải nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải và toàn bộ phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp sau khi quyết định trên có hiệu lực.